đã bật tăng mạnh như là LCG HHV FCN thì ngay trong sáng nay đã đồng loạt hạ nhiệt, trong khi lượng cổ phiếu mua vào phải đến chiều mai thì mới về tài khoản của các nhà đầu tư. Và các thông tin về đẩy mạnh đầu tư công thì như chúng ta đã biết là đã trở nên khá là quen thuộc với các nhà đầu tư từ đầu năm đến nay. Nên là theo kinh nghiệm của các chuyên gia, FOMO và đua lệnh có lẽ là hai từ khóa mà chúng ta cần tránh trong giai đoạn hiện nay.